nhà và em đã tới Quảng Châu, Trung Quốc mười mấy đi đâu ấy à, mấy năm rồi mới tới. China, sân bay của Quảng Châu, khí hậu bên ngoài 11 độ, hơi phê nha. Và mọi người sẽ thấy lần đầu tiên có cái cảnh Tường đi qua bên Trung Quốc, và có đối tác của Tường sẽ cầm cái bảng Nguyễn Trí Cát Tường để đón Cát Tường nha quý vị. Go. Như vậy là sắp hàng rồng rắn lên mây và ta cũng đã ra ngoài. Và để xem coi đối tác của ta đâu. Ai đón mình không? Ai đón mình đâu? Ai đón mình đâu? Ai đón tôi đâu? Ủa? Ủa? Sao bạn đối tác tôi nói là cầm cái bảng Nguyễn Trí Cát Tường đón tôi mà giờ tôi ra tới đây không thấy đâu hết vậy? Hay là tại mình ra trễ quá, người ta đi rồi? Gọi điện coi. Qua tới bên Trung Quốc là mình phải gọi bằng WeChat nha cả nhà. Trời ơi, đón tôi đứng đâu đón vậy? Ồ, có lính Trung Quốc đẹp chưa kìa. Đó, từ từ đó, ghê ghê mấy anh Trung Quốc đi qua của mình đó. Ủa chị đâu? Em ra rồi nè. Alo. Em ra rồi nè chị. Đây đây đây, em thấy chị rồi. Đây đây đây. Đó các bạn. Chào hai em đẹp đẹp trai đẹp gái quá hả? Ờ chị chờ lâu lắm không? À lâu rồi. Mai vàng, mai đỏ luôn. Hoa gạo đại diện cho thành phố Quảng Châu, không phải là mai đỏ đâu. Bây giờ mình sẽ mua vé tàu. Vậy là mình mua vé tàu đi thẳng tới khách sạn luôn hay là chúng ta hãy các bạn đi thẳng tới khách sạn luôn bỏ đồ tính tiếp thì là chỗ nào đây là khi có nghĩa gì đây về khách sạn mình đi xa không chị? Đi 30 cây. 30 cây số. Em mà đi tàu thì chắc là nhanh. Có nghĩa chị? Có nghĩa chị ở trên Sài Gòn. Qua 2 ngày nữa cũng không được. Cái này ở đó tôi ở bên Úc rồi, tôi đi bên Sinh tôi qua 2 ngày nữa. Em đúng không? Được rồi. Bữa đi Singapore đi mấy chuyến nghe nghĩa đó là cũng qua vậy, bấm thử đó rồi. Bấm một cái xong đi qua hai nước nữa. Bây giờ mình vô mình đi 3-4 ga là mình phải chuyển ga khác. Hai chuyến tàu mới tới khách sạn. Mình xuống một cái tàu, mình đi lên một cái tàu nữa. Dạ không, không quên gì đâu. Quên là khổ lắm á. Chỉ cần là passport và tiền. Passport với điện thoại, tiền. Rồi, tạm biệt cái tàu. Mình lên đất liền đây. Mình đang ở dưới tầng hầm. Tôi thấy đói rồi. Bây giờ là 2 giờ 20 phút Quảng Châu. Quá nhanh. À, chúng ta lú lên trên cái là chưa đâu nha. Trên đầu còn tí xe chạy trên đầu nè. Ta đi mua sắm. Năm gì, năm tệ hả chị? Cái số 3 với số 5 này là cái gì vậy? Số 5 à. Này có nghĩa ví dụ giáo này là 1000 thì nó lấy của em 30% à. Chứ không phải là 3 mẹ. Ủa là sao em không hiểu? 1000 lấy 30% là 3 năm có nghĩa là lũy là 10 đồng thì cái áo nó lấy 5 đồng. Có nghĩa là giảm giá 50%. Ở đây là hay nói 10 chứ không đúng xuống thì chủ Việt Nam nói 100. Em coi cái ví dụ cho em hiểu cái coi em. Ví dụ như cái này nó để vậy là 310 tệ. À, đang giảm 50%. Cái này có chi thẻ ghế chị? 6 bà
chị Hào Sam bạn S à? À, có nghĩa là giảm đi rồi hãy còn 310 tệ nữa. À, hiểu chưa? Dạ, nếu dạ. không giảm thì nó là 620. À, có nghĩa là giảm 50% đó. À, 50%. À, còn 3 là 30% á. Em nói là 5/10 cũng được. À, dạ 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 dạ. Thay vì 3 với 5, hiểu không? Hiểu không? Nè. Chứ không phải là 5 tệ. Hiểu không? Đúng rồi. Coi như là 620 giảm còn 310 là giảm 50%. Nhưng mà nó chỉ ghi số 5 thôi. Còn ví dụ như ghi số 3 là bên này là giảm 30% thôi. Lên đất liền rồi. Ủa cũng mát mẻ, đâu có lạnh lắm đâu chị. Mát, chưa lạnh, chưa lạnh. Ngày mai mát, ngày kia mới lạnh. Ồ, mình ra có Starbucks luôn. Đó, Starbucks kìa. À, giới thiệu với quý vị. Giới thiệu với quý vị, khách sạn mình đó là ngay trung tâm, đường này là ngay trung tâm của Quảng Châu. Mình ở khách sạn nhỏ thôi để mình đi, chủ yếu là đi chơi, lấy tiền chung ngay cho nó tiện. Đây là trung tâm thì khách sạn nó nhỏ thôi. Nhưng mà bước ra cái là ngay như phố đi bộ Nguyễn Huệ vậy đó quý vị. Đây, đây chúng ta đang. Kìa trời ơi, H&M bển kìa, Uniqlo kìa, lo gì không có đồ lạnh. Thấy không, Uniqlo đồ của Nhật, đồ lạnh kìa, H&M kìa. Ở đây khách sạn mà ví dụ tối buồn không có gì làm thì mình đi vòng vòng ở đây mình có đồ. Lo gì. Ồ mát nha, đã nha. Mát mát nha. Đi chơi là phải đi mùa lạnh nha, phải đi trời lạnh lạnh mới đã. Chứ đi chơi mà đi nóng là quạo wow luôn không. Dạ. Đúng rồi. Lo gì mà không có đồ ăn đồ uống, thấy không? Đó. Bánh gì đây? Ồ. Cảo ồ. Ồ. Mời mình nước mía. Ồ. 99 tệ, 89 tệ. Đồ quá đồ luôn. 39 tệ. Là nhiêu ta, 40 tệ, là nhiêu 40 tệ. Đồ ăn quá trời nè, trời ơi. Lo gì hả đói bụng. Ờ, xe điện quá trời. Xe điện để đầy đường. Chị đem có bị móc túi rồi không chị? Không móc túi hả? Wow. Đây, 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 đây. Ủa, nó ghi 303 mà. Ủa, sao cái nào nó cũng xanh đó chị? Vậy là số mấy vậy trời? 309. Trời ơi là trời. Trời đất ơi. Phòng gì là số mấy không trật trật lất luôn vậy? Nó ghi cái số này số mấy đây? 30. Thằng này cái con này nó viết cái số gì? Ê, Lan Lưỡi. Đâu có ai đây đâu mà hỏi. Số này số mấy? Phỏng đoán giùm coi quý vị. 8 đâu mà 8. Cái số không được luôn. Không được, nó phải màu xanh. Hết tất cả các phòng. Thì cái số. Sau khi đã cất đồ đạc vào khách sạn mình ngay trung tâm, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ra chợ. Đây có ngân hàng China nè, thấy không? Đó, bên đây ngân hàng quá trời luôn, thấy không? Đi từ hơn 100 năm rồi, thì gọi là của quốc dân đảng ấy. Thì gọi là Sở Tài chính là 100 năm rồi. Wow. Cái chỗ này là số nhà 357. Thì là cái chỗ này là Gucci giả nè, thấy không? Đồ lưa đó, đồ gì nè. Đó. Trung Quốc mà gọi là đồ phay là bá chủ hoàn cầu rồi. Bá chủ thiên hạ, không ai qua Trung Quốc. Đó, áo lạnh đẹp chưa? 99 đồng đẹp chưa? Cứ từ từ bình tĩnh mà đi. Quá trời shop luôn. Đồ Quảng Châu, đồ Quảng Châu đó là đây đó. Bán đồ Quảng Châu, giò Quảng Châu, giỏ sách Quảng Châu, mắt kiến Quảng Châu. Bây giờ tôi mới lần đầu tiên đến Quảng Châu nha quý vị. Cát Tường lần đầu tiên đến Quảng Châu. Đẹp quá. Đẹp quá. Ồ, đoạn đường quá đẹp luôn. Đây là bán lẻ. Cái đường này là bán lẻ hết. Dạ. Yeah. Ở đây có chỗ ăn, nhà hàng ăn. Đẹp quá. Ồ, có nhà hàng luôn kìa. Thiếu gì. Đẹp ha. Quá trời đồ ăn. Quá trời đồ ăn, lo cái gì. Bên này là bán quần áo. Bên này dạ. Yeah. Wow, trời. Thấy vậy đó chứ mà lạnh đó, lạnh cái mỏ ác á quý vị. Buốt 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 cái đầu á, phải chùm lại vậy cho nó đỡ xương xuống. Mới có ba mấy xương xuống rồi.
giờ mình kiếm tô mì gì nóng nóng mình ăn cái chị ơi. Giờ mình kiếm gì đó. Ăn restaurant quá trời bển kìa. Đó. Đầu rồng đẹp không? Đó đó lạp xưởng người ta treo lủng lẳng ở trong kìa. Lạp xưởng đó, mình sẽ mua lạp xưởng. Đó, đặc sản Quảng Châu đó quý vị. Đó. Đó thấy chưa? Adidas nè, Nike đầy đủ. Bullet đẹp trai không? Bịt khẩu trang ai thấy? Quá trời rồi, tối là có cái nai đây, cái, có dạ. Mấy chỗ đỏ đỏ, cái chỗ đó là bán đồ lẩu. Bán đồ đồ lẩu là đồ gì vậy? Lẩu nấu, có mấy nồi nấu nấu. À, bán nồi lẩu đó hả? Trời đây đồ ăn quá trời luôn, nhà hàng không, nguyên cái khu này. KFC nữa kìa. Cái động hoa vàng vậy trời. Ta... In thôi. Hả? Chụp hình làm phim thôi. Làm phim thôi. Đó, cái trời đường người ta vậy mà đó, thấy cái bức đường của người ta không, thấy như ta có cái bảng đường luôn đó, gần 1,000 mấy 2,000 năm trước là đây là cái đường đi của người ta rồi đó. À, quá trời ok. Vậy là con đường này thuộc loại đường cổ nha quý vị, đây là đường cổ, phố cổ, phố cổ, mình đang ở khu phố cổ. Starbucks nhiều quá ha, vậy là Trung Quốc cũng uống Starbucks nhiều ghê. Lại ngã tư kia một cái, đây một cái nữa. Chỗ này mới là đẹp đó, thấy chưa quý vị? Nó có đầu nè, có con rắn của tôi nè quý vị. Con rắn làm xấu ghê luôn á. Dê đồ đẹp nè. À, 12 con giáp nè, rồng đồ đẹp nè. Trời ơi, con rắn gì mà không cho cái ngẫu đầu cao cao một chút. Cái đầu con rắn gì nhỏ xíu 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 à. Ồ, cái gì đây? Long lân quy phụng gì tùm lum hết. Từ trên xuống. Đẹp quá. Còn lên nữa. Lên luôn. Cứ lên coi sao. Ồ. Ồ, bán đồ lưu niệm nữa. Muốn thử xem sao. Nó là trà. Trà dâu, trà dâu, trà dâu. Go. Bây giờ mình kiếm mì ăn mà nãy giờ chưa thấy mì nữa nè. À, đi biết chị nào cho hết. Mình phải ăn thử cái lạp xưởng của đây mới được. Mai mình sẽ mua ăn. Có cái quán mì nào ăn tô mì nóng nóng không? Ồ, con bồ câu, con cúc gì mà nó để từ lưa kìa. Này đồ Nhật. Mì luôn, mì luôn. Mình chọn đại đi. Thank you. Wow. Wow. Thử nha. Đây là cái món ăn đầu tiên khi đến Quảng Châu. Đây là mì bò. Có bò viên nữa. Ủa sao bên này kêu mì Hoành Thánh mà mì bò luôn. Mì bò này của chị phải không? À, có ớt đâu. Cái nãy cái xèo hoàng này. Ngon, nước ngọt. Hơi để coi có thêm cái gì nữa không. Có cái bò ngon không nè. Bò hơi nặng bò. Nhưng mà có cái tương có gì không hay vậy thôi hả? 86 đồng. 86 tệ. Một tờ tệ này là 350.000 tiền Việt Nam. Mà cái này là 86 tệ là khoảng bằng 300.000 tiền Việt Nam cho 3 tô. Vì chi một tô là 100.000 tiền Việt Nam. Không có mắc, ngay trung tâm không có mắc. Mà mới 7 điểm mà chứ chưa có được 9 điểm. Mình phải ăn nhưng mà 90 điểm mới là ngon. Này mới có 6-7 điểm thôi. Đã mua hết 700 nhân tệ là hết luôn. 2 triệu tiền nữ trang để đeo quay phim. Đeo quay phim nguyên 1 năm sau luôn. Ồ, quá rẻ luôn quý vị ạ. Có 100 đô chứ. 100 đô. Bây giờ là 11 độ, lạnh quéo quèo quèo rồi. Mới mua được cái khăn chùm.
chứ lạnh quá chịu không nổi. Chú này chú bắt bánh xùi gì đẹp quá nè. Đố quý vị trái sầu riêng thiệt hay giả? Yeah, sao là 33 đây? Có loại 38, có loại 48. À, nhỏ thôi, ăn thử rồi. Lỗ xa là 38 đồng một cái. Thế là 33 cái gì vậy? 33 cái gì vậy? Một cái, thì mang của mình phân, 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 dữ vậy. Hơi lâu chín nha, hơi lâu chín nha. Mọi người có biết cái này là cái gì không mọi người? Cái này là sầu riêng, cái này là sầu riêng mà cái này có thể là chi, chi á, chi á, chi, chi á. Đây này, cái này nó gọi là chi. Dạ. Chi. Để mình xem như thế nào. Bổ dép cái đường lên. Dắt cái đường lên cho nó có lên màu. Dắt cái đường lên trên cái mặt bột á quý vị, cho nó lên màu lên trong cái lò nướng á. Cho nó chín cái bột. Thường không biết ăn sầu riêng nha, mà từ cái hồi mà đi cái tour Malaysia, Singapore với lại người con Nghĩa với Yến là ăn cái sầu riêng bên Mã Lai là ngon nhất nách luôn. Giờ để coi thử ở bên Trung Quốc là sao. Chín rồi, bánh ra lò rồi quý vị ơi. Cắt 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 cắt. Rồi bây giờ tới mình thiệt rồi. Đó, tới mình rồi. Mình che hoài ông ơi. Để tôi quay coi ông che chứ. Đây là một cái bánh sầu riêng đang nóng hổi. Bây giờ mình sẽ thử một miếng xem sao. Nóng giòn, có chi, có sầu riêng. Đây. Thơm. Này là bao mập rồi. Ăn này nó mập này, ăn mà nó mập nhanh này. Ủa, ông không bán mình nè. Ngon đâu, không ngon đâu. Ông không cho giấy à hả? Ông không hiểu. Trời ơi, có. Đã nóng rồi, còn sầu riêng nữa, rồi còn chi nữa. Chi là tôi cũng không biết ăn. Sầu riêng cũng biết ăn. Mà trộn chung cho một cái bánh vừa chi vừa sầu riêng ngon lạ miệng, cái chi nó kẹo lại à, giống cái bánh mà bánh mì bữa hôm trên quay đám cưới trên Đà Lạt mà cái Vinh Nguyễn nó đãi đoàn á. Ok, ngon lạ miệng, good, béo, chi mặn mặn, dai dai. Như vậy là đã giải quyết xong một cái bánh sầu riêng bự cho bá lửa. Tiếp tục lấy đường. Một cân là được có nửa cân Việt Nam thôi. Thì ra có là 11 đồng một cân. Một kg đấy. Nó được gọi ở Việt Nam mình gọi là cái rổ đó quý vị, cái rổ. Cái rổ. Mình thôi mình về Việt Nam mình giải cứu cam đi chứ mình ăn bưởi chi. Ăn bưởi bên đây chi? Về Việt Nam giải cứu cam. Nè, bắp vỏ sẵn nè. Bắp đen nè nè, thấy bắp đen chưa? Nha. Bắp đen này về phải nấu mới được. Nấu lên. Cái bắp này là nó cái nào cũng phải nấu lên nè, hấp lên. Cái này hấp lên, nó chín rồi, chín rồi nó hấp. Mình thử coi. Cho mình thử là mình phải thử tới cho nó. Cái này là trâu hay bò cho chừng ăn cho trâu chứ mà. Cái này cái bò này ở Việt Nam không có. Cái lông của nó dài dài cơ. Nó gọi là bò. Yến quay là xem nào. Cái yến quay mà. Cái này có ớt kìa. Cái này có ớt cái này. Mà toàn bộ này là bò hết. Đây 233 đồng. Sao chị nói nhiều nữa. Mua 2 cân tặng cho nửa cân. Bảo mua 2 cân tặng 1 cân à? Không phải. Mua 2 cân tặng nửa cân. Mà 1 cân là bao nhiêu? 1 cân là nửa là 500 gram ấy. Mà là bao nhiêu tiền? 138. Nửa ký 138 đồng. 100 là 350.
mắc à, 5 lần 500 ngàn một mà nửa ký là 1 ký 1 triệu tiền Việt Nam, mà nó cứng ha, nó ngộ quá, nó cố với làm thấy ngon không? Thôi đừng mua, thôi mày không quen, anh không quen. 199 là 200 đồng, 200 đồng một cộng 700 nghìn, 200 đồng là 700 nghìn. Wow, một cộng 700 nghìn nha quý vị. Còn cái đôi bông tai, hỏi luôn, hỏi đôi bông tai coi, bông tai này nè, cái này nè, chị hỏi giùm em đôi bông tai bự này nhiêu chị? Ê, chứ còn tôi chuyển ta ly đây cơ, 69, 70, ra 70 đi, 74, 78, 280 ngàn đôi bông tai. Còn sợi dây chuyền là 700 ngàn luôn hả? Ồ, một sợi 700 ngàn. Wow, ok, đẹp ha. Đây là đêm đầu tiên, đêm đầu tiên ở Quảng Đông. Chúng ta một vòng nữa thôi, đây là trung tâm rồi, trung tâm Quảng Đông rồi, đây là đường Bắc Kinh khi thành phố lên đèn. À, đêm đầu tiên mình đi nhiêu đây thôi, mình về nghỉ ngơi. Còn mình còn 4-5 đêm sắp tới nữa. Quá đẹp luôn quý vị ơi. Đi ăn khuya đây, mình phải lựa những cái quán nào mà có hình á, có hình mình chỉ hình. Món này có bộ cay cay nè. Đó. Đó, chứ không có hình là không biết gì đâu ăn. Không có tiếng, bây giờ cái chị kia chỉ về rồi, còn có mình tôi phải tự sinh tự diệt. Mày có há cảo cái gì nữa đây nè, ngủ hết rồi. Ngồi đi, quyết định. Đầu bếp nè. Thấy gì hết? Dữ lắm rồi, lạnh dữ lắm rồi, mọi người thấy không? Bây giờ là 9 giờ tối ở Trung Quốc, ở Quảng Châu đi ăn đêm là bây giờ tôi mang hai đôi bao tay khác nhau, bên đây lòi ra bấm điện thoại, còn bên đây là kính mít. Lạnh dữ lắm rồi quý vị ạ. À, bây giờ là cỡ khoảng 7-8 độ quá quý vị. Này là mày ép tao ăn nè. Ủa, 5 cây là cái này. Cái này khác hả? Một cây hồ lô ngào đường. Để coi có giống ở bên Singapore không nha. Thái gì không? Hồi bữa trên ở bên Singapore á là trái cherry, còn này là trái táo. Đường ngào ở ngoài nó ngọt, nhưng mà trái táo ở trong thì nó chua. Ngon.